Chuyện gì vậy Cathy nhí? Ôi không, em không tìm được mẹ sao? Ôi trời, bình tĩnh nào Cathy nhí. Em có nhớ lần cuối cùng em nhìn thấy mẹ là ở đâu không? Anh hiểu rồi. Nhìn kia, là Matt. Anh ấy là cảnh sát trưởng và anh cá là anh ấy có thể giúp em tìm được mẹ. Nếu em bị lạc, thì nên tìm một người lớn giống như Matt để nhờ giúp đỡ. Chào Matt, Cathy nhí bị lạc mất mẹ rồi. Bà có thể giúp tụi mình tìm cô ấy không? Tuyệt. Mình đồng ý. Mình nghĩ chúng ta cần đội tuần tra giúp đỡ. Hãy gọi cho họ nào. Frank và Hector à? Cathy nhí đang ở cùng Matt tại hội chợ. Em ấy lạc mất mẹ rồi. Họ cần các bạn hỗ trợ để tìm lại mẹ của em ấy. Các bạn giúp được không? Tuyệt. Đi thôi. Đúng lúc đó, đội tuần tra, các bạn đã sẵn sàng giúp tìm lại mẹ của Cathy nhí chưa? Đừng lo Cathy nhí, các bạn của Matt đã tới đây rồi. Họ sẽ giúp em tìm lại mẹ. Kế hoạch hay đó Matt. Ren, bạn hãy lái xe quanh hội chợ và tìm mẹ của Cathy nhí. Hector, bạn hãy bay lên để xem có thấy cô ấy từ trên cao không? Còn mẹ sẽ ở lại với Cathy nhí cạnh lâu đài để phòng khi mẹ cô bé quay lại tìm. Đứng yên tại chỗ cũng là một cách hay nếu bị lạc mất ba mẹ, vì có khi họ sẽ quay lại tìm bạn. Có tin tốt không Frank? Tiếp tục tìm đi. Cô ấy chắc ở đâu đó quanh đây thôi. Còn bạn thì sao Hector? Có thấy mẹ của Cathy nhí không? Nhìn ở đó kìa, phải cô ấy không? Nhanh lên Fan, hãy kiểm tra đạp xiếc nào. Hector nghĩ là vừa nhìn thấy cô ấy đi vào trong đó. Cô ấy có ở đây không? Cô ấy kìa. Đừng lo, Cathy nhí vẫn ổn và an toàn. Tụi mình tìm thấy con bé và bây giờ cũng tìm thấy bạn. Không có gì Cathy à, giúp đỡ mọi người là nhiệm vụ của đội tuần tra mà. Cathy nhí, em đã làm rất đúng khi tìm người lớn giúp em tìm lại mẹ. Em đã không hốt hoảng mà vẫn giữ bình tĩnh. Lần sau hãy cẩn thận, đừng đi quá xa khi đông người và luôn ở gần mẹ của em nha, Cathy nhí. Đội xe tuần tra.
kia là bạn của chúng ta. Matt vẫn đang ngủ. Chờ đã, cái cọ sơn đó làm gì với bạn ấy vậy? Bạn ấy đang biến mất. Matt, Matt, dậy đi. Matt, cảm ơn trời bạn đã tỉnh lại. Bạn đang bị sơn bằng loại sơn tàn hình. Mình đã nói bạn rồi, điều này sẽ làm cho bạn không thể đi tuần tra trong thành phố xe hơi. Friend đến rồi, bạn ấy sẽ có thể giúp Matt. Ồ không, Matt gặp trở ngại để cho Friend biết bạn ấy đang ở đây. Bạn cần làm gì đó để cho Friend chú ý đi Matt. Tuyết, giờ Friend đã biết đó là bạn. Cẩn thận đó Hector, đừng hạ cánh lên người của Matt. Ai đó đã sơn Matt bằng sơn tàng hình trong khi bạn ấy đang ngủ. Bạn vừa tình cờ nhìn thấy tên hư hỏng Tyler đang sơn vài thứ bằng sơn tàng hình sau. Tốt hơn là các bạn nên đi điều tra. Hector đã nhìn thấy Tyler, hắn ta đang ở ngoài khu sân chơi. Đến lúc bắt chiếc xe hơi hư hỏng đó rồi. Hắn ta kia rồi. Friend, Matt, Hector đã tìm ra Tyler lần nữa. Ồ không, Tyler đã nhìn thấy các bạn. Bạn làm gì vậy Friend? Tại sao bạn không đuổi theo Tyler? Đợi một chút, sao tên Tyler dừng lại vậy? Mình nghĩ hắn ta đang chạy trốn chứ. Thật là khéo léo, Matt đã tắt đèn của bạn ấy và tàng hình để bẫy tên Tyler. Friend nói rằng bạn ấy có thể chùi đi lớp sơn tàng hình bằng cách xịt vòi nước siêu mạnh của bạn ấy lên bạn đó Matt. Matt thực sự rất vui khi trở lại như ban đầu. Cảm ơn Friend nha. Và thật tốt khi phát hiện ra tên Tyler đó hết cơ. Matt cũng muốn cảm ơn anh đó Tyler. Bạn ấy sẽ không thể bắt được anh nếu anh không sơn bằng sơn tàng hình.
Bánh khóe của anh đã bị lật tẩy rồi thay lư. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Tạm biệt. Đội tuần tra. Chào Charlotte, bạn chạy hơi nhanh đó. Bạn phải đưa Cherry và Katie tới cuộc đua đúng giờ à? Vẫn nên cẩn thận đó Charlotte, đường núi cũng nguy hiểm lắm. Bạn nên chạy chậm lại chút. Ôi không, Charlotte, bạn nên chạy vào trong nhanh lên. Chắc là phải cần sự giúp đỡ rồi. Nè Chet, bạn có thể gọi cho đội tuần tra chứ? Đội tuần tra, có vài xe hơi đang gặp nguy hiểm trên núi. Các bạn giúp họ chứ. Các bạn à, đội tuần tra tới ứng cứu đây. Các bạn tính làm gì nào? Bạn tính dùng dây để kéo Charlotte vào sao? Ý hay đó. Có kéo nổi không Frank? Charlotte quá nặng vì có Cherry và Katie à. Ý hay đó Hector, bạn nên đưa các xe hơi ra ngoài. Bạn ổn chứ, Charlotte? Đừng chần chừ nữa các bạn à. Đừng lo Cherry, bạn đã an toàn rồi. Làm tốt lắm, Hector. Katie, giờ bạn có thể mở mắt ra rồi. Các bạn đã làm được. Giờ Charlotte đã an toàn rồi. Các xe hơi có bị trễ cuộc đua chưa? Có cách nào để đưa các xe hơi tới nơi nhanh hơn không? Ý hay đó, bạn có thể mở đường để tới trường đua. Đừng chạy nhanh quá. Đội tuần tra,
Đừng nói là các bạn sẽ tham gia cuộc đua đó nha. Hình như là họ phấn khích quá mức rồi. Tạm biệt mọi người. Xe tuần tra. Hình như Amber đang có một ca cấp cứu cần đến giúp. Jerry và Susie đang gặp một tai nạn phía dưới con đường gây ra một vụ kẹt xe. Mình mong là cả hai không bị sao. Thật là không may, đèn và còi báo của Amber hình như đã bị hư. Đây đúng là một thảm họa. Những chiếc xe hơi kia sẽ không bao giờ di chuyển nếu họ không biết Amber đang có mặt ở đây. Chờ đã, âm thanh đó là gì? Đó là những tiếng còi báo. Phải, đó là đội xe cứu hộ Matt và Fran. Amber đang cố để đến chỗ của Jerry và Susie, nhưng bạn ấy không thể đi qua chỗ kẹt xe này vì còi báo và đèn của bạn ấy đã bị hư. Amber, Matt và Fran cũng đang đi đến vụ tai nạn. Ôi trời, hình như Jerry và Susie đang choáng váng. Cảm ơn trời vì Matt và Fran có thể đưa Amber đến. Họ có bị thương không Amber? Ồ phải, có vẻ như họ sẽ cần đến xe cứu hộ Tom sửa chữa. Có lẽ bạn có thể dán băng cá nhân lên đèn trước của họ đó Amber, như là một cách sửa chữa tạm thời không? Giờ chúng ta cần đưa họ đến gara của Tom. Chào Tom. Lúc nãy Jerry và Susie đã va chạm nhau trên đường và cả hai đều bị thương. Không chỉ vậy, đèn và còi báo của Amber cũng bị hư. Và giờ bạn ấy có ca cấp cứu khác cần được giúp. Bạn có thể sửa cho Amber trước không? Không lâu đâu Jerry và Susie à, Tom sẽ sớm sửa cho hai bạn mà. Và đây, Amber đã sẵn sàng để đi giúp cho ca cấp cứu khác. Tạm biệt Amber.
Hôm nay cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Nếu không có các bạn thì thành phố xe hơi sẽ làm sao đây?